Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 14 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã tìm ra tài xế ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam lộ La Sơn gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, nam tài xế được xác định là HAC tên viết tắt, 32 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An. Tài xế C khai nhận sáng 13 tháng 3 có cùng đồng nghiệp đi công tác bằng ô tô, lúc này đồng nghiệp của anh C là người lái chính, sau đó đổi lái cho anh. Tới km 58 đường cao tốc Cam lộ La Sơn, mặc dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh xe vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt lên một xe container phía trước. Tài xế khai, tôi nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, sau đó tôi phải đổ ở làn dừng, nghỉ để rửa mặt cho đỡ sợ hãi. Đồng thời, tài xế xe cũng cam kết không tái phạm hành vi. Với vi phạm trên, tài xế xe bị lập biên bản xử phạt về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng. Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container, nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của một ô tô, xảy ra vào khoảng 7 giờ 58 phút sáng cùng ngày trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, container đang lưu thông trên làn đường sát giải phân cách giữa, đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi xe container kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ ô tô vượt bên phải, tạt đầu xe container. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để ghi hình, xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn khiến 3 người tử vong, cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do ông Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum, điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 36A48567 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Cũng liên quan đến hành vi này, nhiều tài xế đã chia sẻ hình ảnh ô tô đi lấn làn, chèn ép để vượt xe khác trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo đó, một cư dân mạng vừa chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút trên mạng xã hội Facebook. Theo hình ảnh, ô tô đang di chuyển trên cao tốc Cam lộ La Sơn hướng về Cam lộ Quảng Trị. Trong khoảng thời gian này, có hàng trăm ô tô đủ loại, từ xe con, xe khách, xe tải, cố tình lấn làn, chèn ép ô tô khác để vượt. Điển hình như tại giây thứ 5 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ ngồi của nhà xe Minh Phương đã lấn hoàn toàn sang làn ngược lại để vượt xe khác, buộc ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ. Hay tại giây thứ 47 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ của nhà xe Trường Thắng chạy tuyến Hà Nội Lâm Đồng đã ép ô tô xe đang quay clip vào làn dừng khẩn cấp để vượt xe. Có những thời điểm, xe ô tô đi đúng chiều đường, phần đường phải dừng hẳn lại để nhường cho loạt xe khách lấn làn vượt lên. Chia sẻ sau khi xem đoạn clip nói trên, một tài xế cho biết anh đã có những trải nghiệm khó quên khi điều khiển xe trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo người này, cao tốc có đường hẹp một làn và một làn dừng khẩn cấp, khoảng cách 10 km mới có một quãng đường vượt xe rộng 4 làn, nên phần lớn hành trình chỉ di chuyển được với tốc độ từ 50 đến 60 km. Cũng theo chia sẻ của người này, do phải bám đuôi xe khác với tốc độ chậm nên nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm để đè vạch, lấn làn, chèn ép xe khác để vượt lên. Một tài xế khác tại Nghệ An cũng cho rằng, để vượt xe trên đường này rất khó, nguy hiểm và ngay cả ở những quãng đường vượt xe thì tài xế cũng cần tính toán tốc độ xe mình chính xác, quyết đoán để vượt. Người tài xế này thông tin, toàn tuyến cao tốc có nhiều đồi dốc, cua tay áo, nếu không giữ làn tốt thì xe dễ lao sang bên làn ngược lại. Được biết, đường cao tốc Cam lộ La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuyến đường có chiều dài 98,35 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 9 tại xã Cam Hiển, huyện Cam lộ, Quảng Trị. Điểm cuối là nút giao La Sơn, kết nối với đường cao tốc La Sơn Túy Loan. Từ khi đưa vào hoạt động, cao tốc Cam lộ La Sơn thường xuyên xảy ra tai nạn. Nguy cơ này cũng từng được các tài xế phản ánh. Theo Nguyễn Khang, ngụ xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ, Quảng Trị, tài xế xe dịch vụ tuyến Quảng Trị Đà Nẵng cho biết, hiện tuyến Cam lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, trong đó một số đoạn có 4 làn xe và có giải phân cách cứng để các xe vượt nhau. Là người thường xuyên đi lại trên tuyến cao tốc này, anh Khang cho biết nhiều lần anh cũng đã giật mình trước những tình huống nguy hiểm. Nhiều nhất là tình huống các xe ở chiều ngược lại vượt nhau.
Theo anh Khang, những tài xế mới lên tuyến này lần đầu sẽ rất bất ngờ vì một số đoạn chỉ có 2 làn xe nên khi xảy ra các tình huống, sự cố bất ngờ thì rất khó để xử lý. Ví dụ, ở đoạn đường gộp từ 2 làn thành 1 làn. Đến đoạn này, tài xế lơ là không chú ý, biển báo giảm tốc độ để tham gia. Làn gộp sẽ rất khó xử lý vì đoạn này sẽ trở thành một đoạn ngoặt, rất nguy hiểm. Anh Khang nói, biết rằng tài xế vượt trong trường hợp trên là vi phạm, nhưng tạm gác lại câu chuyện của tài xế trên thì tôi nghĩ rằng hạ tầng giao thông ở đoạn này cần được nâng cấp lên 4 làn xe và cố thêm các biển chỉ dẫn, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và ban đêm, khi đó sẽ giảm thiểu tai nạn. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc giai đoạn 2017-2020, thời điểm này vốn đầu tư phân kỳ nên chỉ đầu tư được 2 làn xe. Nếu làm 4 làn xe thì tổng vốn đầu tư sẽ là gần gấp đôi. Theo vị này, vì phân kỳ đầu tư 2 làn xe, trên tuyến có mở rộng 4 làn xe với tổng chiều dài hơn 20 km và nhiều vị trí kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau. Ngoài ra, tại các vị trí đường gộp từ 2 làn thành 1 làn thì ban quản lý làm theo đúng quy định với chiều dài đoạn vuốt lên đến 200m và đặt đầy đủ biển cảnh báo, sơn chỉ dẫn. Đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã cho ban quản lý dự án Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh. Hiện ban quản lý đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thiện và trình Bộ Giao thông Vận tải. Một số tuyến cao tốc chưa đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sáng ngày 18 tháng 2, vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm 3 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu là do tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 36A48567 vượt ẩu làn trong cùng va chạm với ô tô biển kiểm soát 63H00568 điều khiển theo hướng Quảng Trị Đà Nẵng, khiến chiếc ô tô con lao xuống vực bên phải. Ngay sau vụ tai nạn, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc tai nạn xảy ra phần lớn do ý thức của người điều khiển phương tiện, nhưng cũng có một phần không nhỏ của việc thiết kế cao tốc hai làn không có giải phân cách cứng, tạo nút thắt cổ chai khi nhập làn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ đó nhiều ý kiến nhìn nhận, quy mô tuyến đường này chưa phải là đường cao tốc vì đang là giai đoạn phân kỳ đầu tư do nguồn lực nước ta còn hạn chế và kỳ vọng sắp tới chính phủ sẽ sớm cho mở rộng thành quy mô hoàn chỉnh cho đồng bộ. Cũng phải nhắc lại, tuyến đường bộ cao tốc Cam lộ La Sơn dài hơn 98 km được đưa vào khai thác cuối năm 2022 với quy mô 2 làn xe, không có giải phân cách cứng trừ một số đoạn cho phép được mở rộng 4 làn xe. Trung bình khoảng từ 5 đến 8 km lại có một đoạn làm thành 2 làn xe chạy, cho phép các xe vượt lên, kéo dài khoảng từ 1,5 đến 2 km. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc khi một số tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác vẫn chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể, qua khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc đoạn La Sơn Cam Lộ đang khai thác sử dụng, Bộ Công an phát hiện 7 đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng như không có giải phân cách cứng, không có làn dừng khẩn cấp, hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác, nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác. Đặc biệt, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn La Sơn Cam Lộ thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông chỉ 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có giải phân cách giữa, đoạn đường tương đương đường cấp 3 đồng bằng. Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc nhà xuất bản Giao thông Vận tải cho biết, nhiều đường cao tốc ở nước ta, trong đó không ít đoạn tuyến thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đã phải đầu tư xây dựng không đạt đúng chuẩn cao tốc, cụ thể là chỉ xây được 2 làn. Vị này đánh giá, do nguồn vốn phân bổ không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư, hạ tầng đường cao tốc còn bất cập như đường quá hẹp, không có làn khẩn cấp, nên hàng loạt tuyến cao tốc Bắc Nam mới được đưa vào khai thác bị giới hạn tốc độ, nên không thể gọi là cao tốc. Vì thế, ông Thủy góp ý khi đầu tư cao tốc phải đồng bộ luôn, đáp ứng được tiêu chuẩn, quy chuẩn ngay từ đầu, tránh vừa đưa vào khai thác được vài năm, đã phải nâng cấp mở rộng sẽ rất khó khăn, chắp vá và tốn kém.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.